Chào mừng quý khán giả đến với bản tin Sport ngày 4 tháng 6. Chương trình hôm nay sẽ gồm những nội dung chính sau đây. Loạt trận play-off bán kết thăng hạng La Liga Santander. Các câu lạc bộ sẵn sàng cho vòng đấu hạ màn La Liga Santander 2022-2023. Kết quả trận chung kết FA Cup mùa giải 2022-2023. Với việc Granada và Las Palmas đã giành 2 tấm vé chính thức đến với La Liga Santander mùa giải 2023-2024, suốt còn lại sẽ là cuộc tranh đấu khốc liệt giữa 4 câu lạc bộ tham dự vòng play-off là Levante, Alaves, Eibar và Albacete. Rạng sáng nay, loạt trận bán kết lượt đi đã diễn ra với những ưu thế đang tạm nghiêng về Levante và Eibar. Với lợi thế sân nhà, Albacete nhập cuộc chủ động hơn và có được bàn mở tỷ số ở phút 18 nhờ cú đánh đầu chuẩn xác của Mohamed Zete. Tuy nhiên, người hâm mộ Levante cũng không cần phải chờ đợi quá lâu để được ăn mừng bàn gỡ hòa với pha lập công của Jorge de Frutos. Bàn thắng cởi bỏ áp lực giúp Levante thi đấu ngày càng tự tin. Phút 34, Bodini nỗ lực đi bóng trước khi dứt điểm từ góc hẹp làm tung lưới đối thủ. Pha lập công được tính là bàn phản lưới nhà do bóng đã trúng chân Mohamed Zete rồi đi vào lưới. Albacete không còn cách nào khác là phải dồn lên tấn công trong hiệp 2. Tuy nhiên, dù tung ra đến 5 cú sút, nhưng hàng tấn công của đội chủ nhà lại chơi kém hiệu quả. Trái lại, Levante tận dụng tốt các pha phản công. Người lập công một lần nữa là Jorge de Frutos. Chiến thắng 3-1 trên sân khách giúp Levante có được lợi thế quá lớn trước trận lượt về trên sân nhà sau đây 4 ngày. Kết quả hôm nay rất quan trọng, nhưng đặc biệt là thái độ thi đấu của cả đội. Chúng tôi tự hào về cách các cầu thủ vượt qua những thời điểm khó khăn trong trận đấu. Chúng tôi đã bị thủng lưới ngay đầu trận, nhưng cuối cùng đã xoay chuyển được tình thế thành công. Cặp bán kết còn lại là cuộc chạm trán giữa Eibar và Deportivo Alaves. Ngay phút thứ 9, tỷ số đã được mở cho đội khách. Tenalia ném biên uy lực đưa bóng đến đúng vị trí của Mamadou Sylla. Tiền đạo người Senegal ngã người tung cú vô lê điệu nghệ, hạ gục hoàn toàn thủ thành đối phương, đưa Alaves vượt lên dẫn trước. Rất nhiều cơ hội được Eibar tạo ra sau đó hòng tìm kiếm bàn gỡ, và nỗ lực của họ cũng được đền đáp vào cuối hiệp 1. Từ một tình huống ném biên, Stoichkov giật gót đẹp mắt làm tung lưới đội chủ nhà, đưa trận đấu trở về thế quân bình. 45 phút tiếp theo chứng kiến hai bên chơi ăn miếng trả miếng, nhưng điểm nhấn chỉ là tấm thẻ đỏ của Apila ở phút 73. Chung cuộc hai đội chấp nhận với kết quả hòa một đều trước khi bước vào trận lượt về trên sân của Alaves. Theo tôi, kết quả này là công bằng. Bàn thắng vào cuối hiệp 1 khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Sang hiệp 2, chúng tôi không thể tăng tốc theo ý của mình. Thật buồn cười khi chúng ta nói về chiến thuật ở trận này, bởi các cầu thủ ghi bàn từ những quả ném biên. Mọi thứ sẽ được quyết định tại Mendy Zorroza. Đêm nay và rạng sáng mai, vòng 38, vòng đấu cuối cùng ở La Liga Santander, mùa giải 2022-2023 sẽ chính thức diễn ra. Sự kịch tính đang nằm ở nhóm cuối bảng khi có đến 6 câu lạc bộ phải nỗ lực tranh đấu thoát khỏi suất xuống hạng còn lại. Liệu lưỡi hái tử thần sẽ gọi tên ai? Chúng ta hãy cùng đến với tình hình chuẩn bị của các đội bóng trước giờ bóng lăn. Sự kiện đáng quan tâm nhất vào cuối tuần này là cuộc chiến trụ hạng khi 6 cái tên sẽ tranh đấu để trụ lại La Liga Santander với khoảng cách giữa họ chỉ là 2 điểm và sẽ có 5 màn đối đầu sống còn. Sự xích sao này khiến bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Thậm chí có sẵn kịch bản là 4 đội bằng điểm nhau. Chúng ta sẽ có 5 trận chung kết diễn ra đồng thời, và đội bóng nào cũng có quyền tự quyết số phận của mình. Cảm xúc và kịch tính là điều chắc chắn sẽ kéo dài đến phút cuối cùng của mùa giải. Trận đấu đáng chờ đợi nhất diễn ra ở sân Jose Zorrilla, nơi Real Valladolid đối đầu Getafe. Màn đọ sức trực tiếp giữa hai đội bóng đang chạy đua trụ hạng. Vào lúc này, đội chủ nhà đang nằm trong vùng nguy hiểm, nhưng nếu thắng, họ sẽ trụ hạng. Còn thua, coi như số phận đã an bài với Valladolid. Nếu hòa, đội chủ nhà buộc phải nghe ngóng kết quả ở các trận đấu khác. Getafe đang có vị trí thoải mái hơn đôi chút. Họ sẽ trụ hạng nếu thắng hoặc hòa. Trong khi nếu thua trận, đội khách sẽ phải chờ đợi kết quả từ các trận đấu khác để biết số phận của mình. Ở vòng đấu vừa qua, Valladolid chỉ có được một trận hòa không bàn thắng trước Almeria. Và dù đang ở khu vực nguy hiểm, đội bóng này vẫn còn nguyên cơ hội trụ hạng. Huấn luyện viên Pezzolano sẽ không có Monchu và Hongla sau khi đã nhận đủ 5 thẻ vàng ở vòng 37.
Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Jose Morales đã giúp Getafe giành được 10 trên 18 điểm có thể kể từ khi trở lại sân Coliseum. Bàn thắng ở phút 90 của Jaime Mata giúp đội bóng thành Madrid có lợi thế trước khi bước vào vòng đấu quyết định. Họ sẽ thiếu vắng những cái tên như Boto, Zene vì án treo giò và chấn thương Enes Unan. Được ăn cả ngã về không là số phận dành cho Valladolid và Getafe, nơi mọi thứ sẽ chỉ được định đoạt sau 90 phút căng thẳng. Sự kịch tính hứa hẹn sẽ xuất hiện ở trận đấu quyết định này, hồng trụ lại với La Liga Santander. Một chiến thắng trong 11 trận gần nhất tại La Liga, chuỗi trận tệ hại khiến Celta Vigo từ đội bóng đang đứng thứ 10 với khoảng cách 9 điểm so với nhóm xuống hạng, giờ đây lại phải đối mặt với viễn cảnh xuống chơi ở Segunda. Bước vào vòng đấu cuối cùng, đội bóng xứ Galicia hiện đang xếp thứ 4 từ dưới đếm lên. Họ cũng là đội có phong độ tệ nhất trong thời gian gần đây. Điều này khiến mục tiêu trụ lại La Liga đang lung lay dữ dội. Có tất cả hoặc sẽ mất mọi thứ, Celta Vigo sẽ thi đấu dưới sự cổ động của đông đảo các cổ động viên nhà trong trận đấu cuối cùng với Barcelona. Đội bóng của Xavi đã hoàn tất mùa giải này bằng chức vô địch, nhưng họ vẫn còn một mục tiêu là việc thủ môn Sturzegen, thủ thành số 1 của Florana, sẽ chính thức đi vào lịch sử nếu giữ sạch lưới vào chủ nhật này. Thủ môn người Đức đã giữ sạch lưới 27 trận ở mùa này, bắt kịp với thành tích của Francisco Liano, người đã làm được điều tương tự trong màu áo Deportivo La Corona vào năm 1994. Tin tốt dành cho Celta Vigo là họ sẽ có hàng công mạnh nhất để nghênh chiến với hàng phòng ngự bất khả xâm phạm của Barcelona. Iago Aspas là một trong số ít những tiền đạo có thông số tốt mỗi khi đối mặt với Sturtegen. Tiền đạo của Celta ghi bàn vào lưới Sturtegen nhiều hơn bất kể thủ thành nào khác anh từng đối đầu tại La Liga. Chính trong tổng số 10 bàn mà Aspas ghi vào lưới Barca diễn ra khi người đứng trong khung thành là thủ môn có quốc tịch Đức. Một viễn cảnh có thể xảy ra khi chúng ta chứng kiến Celta phải trông chờ vào kết quả của Valladolid, đối thủ trực tiếp của họ. Hơn thế nữa, đội bóng xứ Galicia gặp bất lợi khi so sánh về thành tích đối đầu và hiệu số bàn thắng thua với hầu hết các đối thủ đang cạnh tranh trực tiếp. Nếu các đội bằng điểm nhau, The Sky Blues sẽ rơi vào hoàn cảnh bi đát nhất. Iago Aspas biết mình nên cần làm gì và cả tập thể Celta Vigo sẽ cùng người đội trưởng của họ chiến đấu đến cuối cùng. Vòng đấu khép lại mùa giải sẽ chứng kiến Osasuna đối mặt với cơ hội cuối cùng để có tên ở sân chơi cúp châu Âu sau 16 năm chờ đợi. Osasuna đã thất bại ở trận chung kết Copa del Rey và cũng không thể bảo toàn lợi thế sau khi Jimmy Avila có được bàn mở tỷ số trong cuộc đọ sức với Getafe ở vòng đấu trước. Một chiến thắng cho đội bóng vùng Pamplona sẽ đảm bảo cho họ vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng cùng tấm vé tham dự cúp châu Âu. Điều này đồng nghĩa họ phải đánh bại được đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Lúc này đoàn quân của Arrasate đang có cơ hội rất tốt để kết thúc mùa giải với một vị trí trong top những đội dẫn đầu. Người hâm mộ tại Ensada sẽ cổ vũ hết mình trong trận đấu sắp tới. Ngoại trừ trường hợp của Moy Gomez đang nỗ lực hồi phục thể lực, huấn luyện viên Arrasate sẽ có đầy đủ lực lượng khi Ante Budimir cũng vừa trở lại sau án treo giò. Tuy nhiên đây sẽ là trận đấu không hề dễ dàng bởi Girona cũng đang đặt mục tiêu tương tự. Đội bóng đến từ xứ Catalan sẽ dốc sức để giành trọn 3 điểm và trông chờ vào kết quả của Athletic Bilbao trên sân Santiago Bernabeu để biến giấc mơ trời Âu trở thành sự thật. Chiến thắng cũng sẽ giúp Girona kết thúc mùa giải với điểm số cao nhất trong lịch sử đội bóng tại La Liga Santander. Nhưng trước tiên, họ cần vực dậy tinh thần sau chuỗi 4 trận liên tiếp không thắng. Lịch sử có thể sẽ sang trang, tất cả đều nằm trong tầm tay của cả Osasuna và Girona, một trong hai đội thi đấu trên sân Ensada có thể sẽ là đại diện cuối cùng của Tây Ban Nha tại đấu trường cúp châu Âu mùa sau. Real Madrid sẽ thi đấu trên sân nhà trong trận cầu ở vòng 38, đồng thời quyết định vị trí thứ hai chung cuộc. Chỉ có thắng họ mới hoàn thành mục tiêu. Dù huấn luyện viên Carlo Ancelotti vẫn không chắc liệu Benzema và Vinicius Junior có phù hợp chơi cạnh nhau hay không, nhưng trong chuyến làm khách tại Sevilla, Rodrigo đã cho thấy anh đủ tố chất để dẫn dắt hàng tiền đạo của Real Madrid. Với 9 bàn thắng, thành tích tốt nhất cùng Real Madrid, Rodrigo sẽ là một trong những mối đe dọa chính trên hàng tấn công của Los Blancos trong cuộc đối đầu kinh điển tại La Liga Santander trên sân Bernabeu, nơi Bilbao bắt buộc phải thắng. Bầy sư tử vẫn có cơ hội trở lại vị trí thứ 7, nhưng họ cần giành 3 điểm và cầu mong đối thủ trực tiếp Osasuna không chiến thắng. Trước mắt đoàn quân huấn luyện viên Valverde là thử thách khó khăn. Không chỉ họ mất quyền tự quyết, mà còn vì khả năng chốt hạ trận đấu kém cỏi của họ. Lịch sử cũng chống lại Bilbao khi chiến thắng cuối cùng trước Los Blancos đã là năm 2005. Đó là giai đoạn đầu, huấn luyện viên người Extremadura dẫn dắt Bilbao. Từ đó trở đi, họ đã thua 15 trận và chỉ hòa 2 trận. Không gì là không thể, nhưng nếu bạn buộc phải giành chiến thắng,
sân Bernabeu không phải là một nơi lý tưởng để cụ thể hóa mục tiêu đó. Trời Âu đang vẫy gọi và Bilbao không còn lựa chọn khác ngoài việc phải tất tay trong canh bạc cuối cùng. Cũng liên quan đến tình hình của câu lạc bộ Real Madrid, rạng sáng nay, Klopp Lancos xác nhận đã chấm dứt hợp đồng với tiền đạo Eden Hazard sớm một năm. Ngôi sao 32 tuổi người Bỉ sẽ trở thành cầu thủ tự do từ ngày 30 tháng 6 tới. Thông tin này khiến người hâm mộ khá bất ngờ, bởi lẽ Hazard luôn bày tỏ mong muốn ở lại sân Bernabeu để chứng tỏ bản thân mình. Thế nên có thể nói, đây là thành công rất lớn trong công tác thương thảo của Klopp Lancos. Hazard gia nhập Real Madrid vào năm 2019 với mức giá 100 triệu euro từ Chelsea. Tuy nhiên, tiền đạo cánh người Bỉ đã gây thất vọng ngay từ mùa giải đầu tiên vì tăng cân và liên tục dính chấn thương. Hazard gần như không có đóng góp nào đáng kể cho Real Madrid trong 4 năm qua. Dù anh đã ra sân 76 lần, nhưng chỉ ghi được 7 bàn thắng và 12 đường kiến tạo. Chuyển sang diễn biến trận chung kết FA Cup mùa giải năm nay giữa hai câu lạc bộ thành Manchester, đoàn quân huấn luyện viên Pep Guardiola đang từng bước hiện thực hóa giấc mơ giành cú ăn ba lịch sử sau danh hiệu giải Ngoại hạng Anh, giờ là đấu trường cúp lâu đời nhất thế giới. Chướng ngại vật lần này là đội bóng cùng thành phố, nhưng có vẻ như điều đó không khiến The Citizen quá e ngại khi họ chỉ mất đúng một phút để khiến cho các cổ động viên nhà được mở hội. Manchester City có được bàn dẫn trước chỉ sau 13 giây bóng lăn, chỉ cần 3 pha chạm là bóng đã được đưa tới vòng 16m50 của Manchester United, để rồi Ilkay Gundogan tung ra cú sút sấm sét vào góc chết, hạ gục thủ môn De Gea, bị thủng lưới sớm khiến Quỷ Đỏ gặp rất nhiều khó khăn. May mắn đứng về phía họ khi Grealish để bóng chạm tay trong vòng cấm ở phút 30. Bruno Fernandes thành công hạ gục thủ môn Ortega, đưa trận đấu trở về thế quân bình. Tuy nhiên đến phút 51, Kevin De Bruyne tạt bóng từ chấm đá phạt cho Gundogan vung chân trái vẽ siêu phẩm khiến De Gea bỏ tay. Và đây cũng là bàn thắng cuối cùng ở trận đấu này. Thắng chung cuộc 2-1, Manchester City chính thức nâng cao danh hiệu vô địch FA Cup mùa giải 2022-2023. Thầy trò Pep Guardiola sẽ hướng tới trận chung kết UEFA Champions League gặp Inter Milan để hoàn tất cú ăn ba lịch sử ở mùa giải năm nay. Bạn biết rồi đấy, đối đầu với United luôn khó khăn như một trận chung kết. Đội chơi hay hơn sẽ giành chiến thắng. Chúng tôi đã kiên nhẫn và chờ đợi thời cơ. Và rồi tôi rất hài lòng. Vô địch FA Cup luôn có nhiều ý nghĩa. Mọi thứ thật sự rất tuyệt vời. Đầu tiên xin chúc mừng City đã giành được danh hiệu FA Cup, nhưng tỷ số rất xích sao. Tuy nhiên chúng tôi đã chơi tốt và không để họ thoải mái chơi bóng, bởi họ đang là đội bóng hay nhất thế giới vào lúc này. Chúng tôi đã vực dậy sau khi bị thủng lưới trước. Tôi nghĩ chúng tôi là đội duy nhất đáp trả sòng phẳng với họ như thế. Tôi hài lòng với cách các cầu thủ thi đấu ngày hôm nay. RB Leipzig và Eintracht Frankfurt đều thích chơi tấn công và đã tạo ra một trận chung kết cúp quốc gia Đức mãn nhãn. Thế trận cởi mở được tạo ra với cơ hội nguy hiểm đầu tiên thuộc về Leipzig, nhưng Timo Werner đã ra chân quá hiền. Bên phía Frankfurt, tốc độ khủng khiếp của Muani nhiều lần khiến khung thành thủ môn Vlasic phải chao đảo. Cơ hội liên tiếp được tạo ra sau đó, nhưng lần lượt cả Nkunku của Leipzig và Götze của Frankfurt đều bỏ lỡ, khiến hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa không đều. Bước sang hiệp 2, thế đôi công vẫn tiếp diễn, và đến phút 71, từ biên trái, Nkunku đi bóng vào trung lộ, rồi tung ra cú dứt điểm, đưa bóng đập chân hậu vệ đổi hướng, đi thẳng vào lưới, mở tỷ số trận đấu cho RB Leipzig. Chưa dừng lại ở đó, Nkunku tiếp tục ghi dấu ấn ở bàn thắng thứ hai khi là người kiến tạo cho Szoboszlai ở tư thế trống trải trong vòng cấm trước khi tung ra cú sút quyết đoán ấn định tỷ số 2-0. Giành thắng lợi cách biệt, RB Leipzig có lần thứ hai liên tiếp vô địch cúp quốc gia Đức. Trong khi đó, Eintracht Frankfurt đã bỏ lỡ cơ hội có lần đầu tiên đăng quang kể từ mùa giải 2017-2018. Tiếp theo là kết quả ngày đua phân hạng tại chặng 7 giải đua xe F1 mùa này diễn ra ở Barcelona, Tây Ban Nha. Đương kim vô địch thế giới Max Verstappen tiếp tục cho thấy phong độ vô cùng ổn định ở các ngày đua phân hạng khi có lần thứ tư ở mùa giải này, tay đua của đội Red Bull đạt được thành tích tốt nhất để mang về lợi thế cho ngày đua chính thức diễn ra vào hôm nay. Giải đua xe công thức 1 tiếp tục hành trình năm 2023 với điểm đến tại thành phố Barcelona xinh đẹp của Tây Ban Nha. Sau chiến thắng vô cùng thuyết phục tại Monaco vào tuần trước, tay đua Max Verstappen tiếp tục thể hiện sức mạnh trong trận phân hạng tại Grand Prix Tây Ban Nha. Với thành tích 1 phút 12 giây 272, ngôi sao của đội Red Bull có lần thứ tư trong mùa giành quyền xuất phát đầu tiên. Kém anh chỉ nửa giây là Carlos Sainz của Ferrari. Trong khi đó, tay đua từng 6 lần lên ngôi vô địch thế giới là Lewis Hamilton do gặp tai nạn với đồng đội George Russell nên chỉ có thể cán đích ở vị trí thứ 5 trong ngày đua phân hạng. Thông tin thể thao quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Esports ngày 4 tháng 6. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin vào ngày mai của chúng tôi.